Ngày 19 tháng 6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Bù Đăng bắt giữ đối tượng HT 26 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng để điều tra về hành vi sử dụng tài khoản Facebook tên An Dân để cưỡng đoạt tài sản. T khai nhận do biết được một số thông tin cá nhân của chị Ca cùng trú huyện Bù Đăng nên thử đăng nhập vào được tài khoản Facebook của chị Ca. Sau đó T vào một tin nhắn và chụp lại các tin nhắn liên quan đến đời tư của chị Ca để yêu cầu chị Ca chuyển 115 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng do T mua lại của người khác. Lo sợ bị ảnh hưởng đến gia đình, người thân nên chị Ca đã chuyển số tiền theo yêu cầu. Ngày 19 tháng 6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa bắt giữ đối tượng Trần Thị Dung sau 28 năm lẫn trốn bị truy nã về hành vi tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thạch Hà. Trần Thị Dung, 58 tuổi, quê quán xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, trước đây là cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thạch Hà. Trong thời gian công tác từ tháng 1 năm 1995 đến tháng 9 năm 1995, Trần Thị Dung đã lập 20 bộ khế ước mang tên mình và tên người khác để chiếm đoạt số tiền trên 190 triệu đồng rồi bỏ trốn. Trần Thị Dung thừa nhận bản thân chính là đối tượng truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Trần Thị Dung đã thay đổi họ tên của mình thành Trần Thị Bích Thảo. Ngày 19 tháng 6, Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra vụ án mạng khi người cha dùng dao đâm chết con chuột ở xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước. Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 6, anh T, 32 tuổi, có mâu thuẫn với người cha chuột là ông Phan Văn Đực, 63 tuổi, trong việc đòi phân chia tài sản và T đập phá một số đồ đạc trong nhà. T đánh ông Đực và cả người mẹ. Thấy vậy, ông Đực chạy tới bàn lấy con dao gọt trái cây đâm vào ngực phải của T, làm T bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An, nhưng sau đó tử vong. Sau khi biết con trai chết, ông Đực đã gọi điện đến cơ quan công an tự thú và khai báo toàn bộ sự việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Hứa Nghiệp Thắng, 49 tuổi, ngụ tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào sáng 30 tháng 5, Thắng đọc tin tức trên mạng xã hội biết Công an thành phố Biên Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét nhiều phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố Biên Hòa, trong đó có phòng khám TD để điều tra về hành vi làm giả các loại giấy tờ khám sức khỏe, chứng nhận bệnh bán cho công nhân có nhu cầu nghỉ bệnh, được quyết toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó, Thắng lên mạng tra cứu thông tin về phòng khám TD, biết được ông X là người đại diện theo pháp luật của phòng khám. Thắng gọi điện thoại tự giới thiệu tên Sơn là cán bộ công an thành phố Biên Hòa trong đoàn kiểm tra làm việc tại phòng khám TD và yêu cầu ông X giao số tiền 500 triệu đồng để bảo lãnh 5 nhân viên và lấy lại máy móc thiết bị. Khoảng 7 giờ ngày 31 tháng 5, Thắng chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh xuống thành phố Biên Hòa lấy tiền và gọi điện cho ông X thì gặp anh M, con trai của ông X, nghe máy. Thắng yêu cầu anh M bỏ 500 triệu đồng vào một bao ni lông đen để ở bụi cây trước công an thành phố Biên Hòa. Khi về đến nhà, anh M nghi ngờ bị lừa nên trình báo công an. Sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra, truy xét, bắt giữ Thắng. Tại cơ quan công an, Thắng thừa nhận sau khi lấy được tiền đã dùng để trả tiền vay mượn do thua cá độ bóng đá. Sáng 19 tháng 6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra các quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét nơi ở đối với ông Phan Đình Cương, 58 tuổi, tổ dân phố Khánh Yên, thị trấn Lộc Hà, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạch Bằng, nay là thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Phan Đình Cương, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã Thạch Bằng, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạch Bằng, nay là thị trấn Lộc Hà, nhiệm kỳ 2011-2016, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Đảng ủy xã Thạch Bằng các nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020, thiếu trách nhiệm làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản. Ngày 19 tháng 6, Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết đang làm rõ một vụ trộm xe máy xảy ra tại thôn Tân Thành, xã Sơn Hội để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, anh Lê Văn Nhã trú ở thôn Tân Thành, xã Sơn Hội dựng xe máy trong nhà, nhưng sau khi ngủ dậy thì chiếc xe máy bị mất trộm. Ít lâu sau, một người đi rẫy phát hiện xe của anh Nhã bị cháy ở đoạn đường đất thuộc thôn Tân Thành, xã Sơn Hội cách nhà anh Nhã khoảng 2 km.
Công an huyện Sơn Hòa xác định 4 đối tượng gây án và bắt giữ là Sô Minh Lượng, sinh năm 2008, trú thôn Tân Hải, xã Phước Tân, Sô Minh Sĩ, sinh năm 2005, trú thôn Đá Vàng, xã Phước Tân, Phạm Tuấn Hùng, sinh năm 2006 và Sô Minh Vĩ, sinh năm 2007, cùng trú thôn Tân Thành, xã Sơn Hội. Các đối tượng đã lấy trộm được chiếc xe máy của anh Nhã nhưng lại không thể mở khóa, nổ xe máy để mang đi tiêu thụ nên thống nhất đốt tang vật để tránh bị phát hiện. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên lên kế hoạch đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản.